Ê, cái 95 này mới nhận hợp đồng đi Kiến Sương của Thái Bình đó. Thì chiếc này mình đã hạ bộn sẵn cho khách rồi. Mọi người muốn xem lại cái video con này thì vô cái phần danh sách phát máy và sử dụng á, tìm cái số khung của con này nè. Mọi người xem lại cái lúc máy nó tình trạng nguyên thủy. Số khung mà đánh vô YouTube á, 101406, lúc nó còn bồn á, này mình mới hạ xuống thôi. Máy này máy đời đầu, giá rẻ. Giờ chỉ còn ngày mai, mai 31 xe vào là bắt đầu mới lên máy cho khách. Khách thì họ về trước rồi. Đây, con này mình làm sẵn hết trơn rồi chứ không có cần đợi ở đây. Hai máy gần như không hết rồi. Rồi, để ngày mai lên máy đó nha mọi người. Rồi, giờ bắt đầu đi về Quang Bình, Kiến Sương của Thái Bình. Lưu niệm đi. Rồi, 1, 2, 3, xong, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Đi ra cái bên. Luôn nghe. Mới gặt 70 á hả? 70 thì đi. Địa chỉ có trên mạng ở trên anh nhấp vô tiêu đề nó hiện ra em ở tỉnh Vĩnh Long. Thank you.
Rồi. Cái 95 này, cái hàm này thì phải tháo ra chút nữa vô gần tới rồi mình mới tháo cái hàm ra. Thì đoạn thân của nó thì cái bên hông nó cũng bằng 70 thôi. Môi rồi, giờ con bỏ cái hàm lên nữa là xong. Chắc mình ngưng video ở đây để lần sau qua cái máy mới về. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Cảm ơn rất nhiều. Rồi, xin chào mọi người nha. Cập nhật cái tình hình máy của giữa gần cuối tháng 5 này nha. Bữa nay là ngày 21 tháng 5. Thì cái lượng máy trong kho mình còn nhiều lắm, cũng khoảng gần 55 chiếc có sẵn á. Thì từng số lượng cho mọi người xem. Mọi người muốn xem từng chiếc thì mọi người vô phần danh sách phát máy đang qua sử dụng đó. Trong phần list máy đó, máy đang qua sử dụng mọi người xem nha. Mình đi một vòng với mọi người. Thì những cái lô máy đẹp thì mình để bên đây nha, mấy chiếc máy thái xịn nè. Thằng đẹp thì bên đây nhiều lắm nha mọi người, ví dụ như là con này chỉ có biển số rồi nè, nó đẹp thế này nhiều. Máy phía bên đây. Còn về 95 thì mình cũng còn 4 chiếc nha. Thì xe 95 còn 4 chiếc. Ở phía trong đây cũng còn nhiều máy 70 lắm. Đây. 95, 2 chiếc 95 bên đây. Lại hai chiếc 95 đẹp nằm phía bên đây. Đây ha, 95 đẹp nè. Còn hai chiếc sẵn. Ở phía trước thì mình cũng có 105 nữa. Xíu mình ngày trước mình quay cho mọi người xem. Đây là phía sau của mình là khu bảo dưỡng máy. Khu mình chuyên để sửa máy cho khách đó.
xa là nè, khu mình làm máy nha, đó đang làm máy cho khách đó. Rồi giới thiệu mọi người, đây là cái khu mà để mình bảo dưỡng máy, những cái máy đã bán rồi á, đây là dễ chắn chắn đó, những cái máy này đã làm xong rồi, chuẩn bị giao nè, cái máy này mới ta mới mua. Còn đây là mấy chiếc mà đang làm lửng lửng nè, đang tháo và bảo dưỡng cho khách đây. Chiếc đó là Long An, này thì Vĩnh Phúc, này Yên Định Thanh Hóa, con này cũng Yên Định Thanh Hóa luôn. Còn khu trước là khu mình trưng bày máy nha, thì máy có nhiều cấp độ để làm, ví dụ làm nguyên chiếc thì nó giống vậy, mất thời gian khoảng chừng 10 ngày ha. Bác nào sắp xếp thời gian được đó thì làm nguyên chiếc tốt hơn. Đây là những cái máy làm tầm cả 3-4 ngày nè, bảo dưỡng sơ. Đây, nó. Còn cái máy giờ đó thì ngày mai mới tiến hành làm ha. Còn máy này thì nói này đã xong rồi, khách đã bàn giao xong hết rồi. Người ta đang rửa lại cho người ta lấy luôn. Làm thì mình làm nhiều cấp độ chiếu thời gian mọi người vô trong đây thôi ha. Bỏ thời gian lâu thì máy làm kỹ hơn. Ví dụ mà cái bác cứ vô đi, mấy cái chi phí nhà trọ này nọ là mình trả lại hết nha, cách xa mình trả lại hết. Mở thì mình làm hết luôn á. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Rồi đây là cái máy cài trước đây trước nha. Một tháng sau, có dần tháng giữa tháng 6 là mình về thêm một lô máy cài 4708, 4708 bánh kim nữa đó. Thì mình sẽ quay trước mọi người xem những cái sơ sơ ở đây. Cái sau 040 mình còn tới 4 chiếc nha mọi người. Rồi 7040 còn 1 chiếc phía sau đó. Đây là 2 chiếc 105 mình đang có. Đây, máy này đều 27, 26 hết nha. Đời cao lắm. Còn ở phía sau, phía trong đây thì là cái chỗ mình đấy, mấy cái máy cài Massey Ferguson mới. Hàng nhập từ Nhật cũng có, Brazil cũng có, Ấn Độ cũng có. Đây. Để mình ra cập nhật cái địa chỉ của mình nha. Công ty của mình thì nó nằm ở trên chỗ quốc lộ 53, ở ngay đầu á. Thì địa chỉ của mình đây, 167 ấp Ngựa Nga, xã Long Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long nha. Mọi người chú ý, tại vì mình không có chi nhánh nào bất cứ ở đâu hết, chỉ có một chi nhánh ở tỉnh Vĩnh Long thôi. Ở chỗ xa kia có cái tòa nhà trắng trắng, chỗ làm cây. Thì các bác cứ tính là mình cách Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long một đúng một cây số nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.